下面的图片，说说来北京旅游最好的时间。我们个办法令呀。原来可以，可以吗？Xem các hình dưới đây và nói về thời gian phù hợp nhất để đi du lịch ở Bắc Kinh. Mời Hà, mời mời Bích Ngọc, mời Hà Bích Ngọc, mời em có mic, em có mic nào.三月、你九觉月，得3月份去北京是最好的，还是哪个月？九月是九月，9月啊？为什么？为什么9月是最好的？就是，天气？天气不冷也不热。啊，对，很好。那如果三月去呢？三月去怎么样？你喜欢是9月？三月是春天，会有点冷，是吧？六月是夏天，六月了，摸黑是啊，的，懂吗？那夏天了，摸黑啊，那夏夏天天会有很热，多花，可是天气热。会热，对吧？十二月呢？12月糖妹天嗨是什气么？太冷，是什么季节？糖妹嗨。冬天，对吧？冬天冬天会很冷，很冷。下雪。对，可是因为我喜欢下雪，因此我喜欢去是12月。好了，我们学课文。第一，在学校耳中。第一课，9月去北京旅游最好。课文一，在学校，我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？9月去北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷也不热。旅游觉得醉，半道为跳。什么也？Nào, tôi muốn đi Bắc Kinh du lịch. Bạn cảm thấy khi nào đi thì tốt nhất? Tôi muốn xuống. Chị. Chị hảo. Tháng 9 đi Bắc Kinh du lịch là tốt nhất. Tại sao? Tại sao? Tháng 9. Vào tháng 9 thì thời tiết ở Bắc Kinh không lạnh cũng không nóng. Rồi, hoàn hảo. Đi ở, khăn, trao phiện là xem ảnh. Khơ vấn 2. Khăn trao phiện. Nǐ xǐhuān shěnme yùn dòng? 我最喜欢踢足球。下午我们一起去踢足球吧。好啊。运动，
运动，踢足球，踢足一球，起。一起。Bạn thích môn thể thao nào? T怎么说？Tôi thích nhất là đá bóng. Chiều nay chúng ta cùng đi đá bóng nhé. Được thôi. Thứ ba, tại nhà lý, ở nhà. 课文 3， 在家里。我们要不要买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？3点多。要新新，chúng ta có cần mua mấy cái ghế mới không? À, đọc như kiểu đói quá nhỉ. Được thôi, à, khi nào thì đi mua? Chiều ngày mai thế nào? Chiều mai, ngày mai mấy giờ thì có thể quay lại? Hơn 3 giờ. Trong này có từ san tiền tua, nghĩa là hơn 3 giờ, có nghĩa là từ trong khoảng khoảng từ 3 giờ hơn đến đến khoảng thời gian đến 3 rưỡi. Người ta gọi là hơn 3 giờ hay gọi là 3 giờ bao nhiêu phút đó. Thay vì mình người ta không nói chính xác là bao nhiêu phút thì người ta nói là hơn 3 giờ là san tiền tua. Với lại yao của yao, đây là câu hỏi nghi vấn là có cần không, có cần phải. Thứ tư, tại nhà lý, ở nhà.课文 4， 在家里。桌子下面有个猫，那是我的猫，它叫花花。它很漂亮。是呀，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？6个多月。它啊，眼睛眼睛，花花。花花。các bạn nhìn từ tha này là từ mới thứ 11 đấy, số 11 từ tha. Cũng đọc là tha giống như kiểu anh ấy cô ấy nhưng mà cách viết khác nhau nhé. Tha này nó bằng cái từ it trong tiếng Anh, là nó hay là chỉ con vật hoặc là đồ vật, là thì dùng từ tha này nhé. Dưới bàn có một con mèo, có con mèo. Đó là mèo của tôi, nó gọi là Hoa Hoa. Hoa Hoa. nó thật là xinh đẹp. Đúng vậy, tôi cảm thấy đôi mắt của nó là đẹp nhất. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 6 tháng rồi. Liêu cửa tua nhuệ, các bạn để ý này, lúc nãy thì có từ san tiền tua là hơn 3 giờ, thế còn liêu cửa tua nhuệ có nghĩa là hơn 6 tháng, có thể là 6 tháng rưỡi hoặc là 6 tháng bao nhiêu ngày ấy, thì người ta gọi chung là hơn 6 tháng. Thì cách nói của hơn 6 tháng là liêu cửa tua nhuệ. Từ tua này là phải đứng sau lượng từ, từ tua, bởi vì cái số lượng từ đứng trước này là số nhỏ hơn 10 thì mình phải đặt từ tua đứng sau từ lượng từ
cửa. Nếu như mà đằng trước này nó ghi là 12 tháng thì cái số 12 tháng này nó lớn hơn 10 thì đằng chữ tua này mình lại phải đặt đằng trước chữ cửa. Các bạn chú ý nhé. Lát nữa trong phần ngữ pháp mình cũng có cái phần giải thích về vấn đề này. Hello. Na xin chào, xin mời bạn kể tôi đọc cổ văn. Mời chị Bích Ngọc với lại Tiến Đạt đọc. Chị Bích Ngọc là A, Tiến Đạt là B. Hảo. 9月去北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷也不热。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。下午我们一起去踢足球吧。好啊。我们叫不叫买几个新的一级？啊，对对，姐ơi，要不要？要不要？không phải là trao nhé, giao của giao. Giao bù giao, Rồi. mình giao bù giao mày, chỉ cưa xin tới ý chữ. Ý chứ. Ý chứ. Hảo à, sớm mà sử khâu truy mại. Miễn tiên xa ủ chẳng mà giang. Tiếp đi chị. Nỉ miễn tiên chỉ thiện, nấng khuấy lai. 3点多。Chí tiền chị nhá, không phải thiện ạ. Vâng. Chí tiền. Chua chị xa men dầu cưa mau. Na sư của tâm mau, tha chào hua hua. Hoa quả. Hoa hoa. Tha thần phao lang. Sư à, 我觉得她的眼睛最漂亮。Tha tua tà lên. Tua tạ. Chị đọc tua tà là thành tiếng Việt rồi chị ạ. Để tờ ta huyệt tà thanh bốn để nhấn mạnh chứ không phải để đọc thành giống tố huyền trong tiếng Việt nhá. Tà Vâng. nhấn Tha tua ta lên. Liêu cơ tuổi về. rồi. Hảo là xin xin. Mời Thùy Dương là A này. Vương Anh là B. ]我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？ 9月去北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷也不热。Rồi, rửa, rửa nào.你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。踢bật hơi lên.踢。下午我们一起去踢足球吧。好啊。我们要不要买一个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？3点多。Quế lại. Quế lai không là nghe nó đúng như kiểu quế lai. Nếu mà thà rằng em đọc quế lái nó còn đúng hơn là quế lai. Hoặc là quế lại. Cái từ là lai đằng sau em đọc bằng nửa, ngắn bằng nửa của cái âm đằng trước. Đúng không? Chua chữ xem mẹ dấu cơ mau. Na sư của tơ mau. Tha cho khoa khoa. Tha hẳn phèo lẹ. Chưa. 我觉得她的眼睛最漂亮. Tha tua ta lơ. Liêu cơ tua rê. Các bạn đọc chữ SH không biết cong nữa nhỉ? Đọc với chữ chữ xuôi đọc đúng như chữ chờ nhẹ vậy, không phải như thế ạ, mà là phải thẳng lưỡi. Xuôi. Và cái chữ sưa, sưa phải cong lưỡi ạ.
Chứ không phải là xưa như tiếng Việt mình đâu. Người miền Bắc mình hay đọc không có chữ công lưỡi đúng không? Nhưng mà mình đang học là học tiếng phổ thông, mình cần phải đọc đúng chính Ừ. Mời bạn là Lily là A, Hà Bích Ngọc là B. Đúng rồi, chơi hảo. Đúng rồi, Hà Bích Ngọc. 9月的北京旅游最好。为什么？9月的北京天气不冷也不热。你什么时啊？你喜欢什么运动？ 下午我们一起去踢足球吧。 Ly ơi, từ từ đã. Xia ủ chứ không phải siêu ủ nhá. Xia ủ, ia. Xia ủ. Đúng rồi, xia a. Xia ủ. Xia ủ. Đúng. Hả? Ỷ chứ. Ỷ Ỷ chứ. chứ không phải y chỉ nhá. Mình thiên xia ủ sầm mơ yăng. À, nì mình thiên chỉ tiện nâng khói lái. Chua dự xe men dầu cưa mau. Tha Khoa, hẳn. khoa Tha hẳn phèo liang. Tha tu ta lên. Phải hả? Chia sẻ nỉ mân. Mời bạn Minh là A, là Minh Thư là B.我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？最好。9月去北京旅游，最好。北京，北京。为什么？9月到北京天气不冷，也不热。不冷也不热，不冷也不热。啊，你喜欢什么运动？说要喜欢踢足球。下午我们一起去踢足球吧。好啊，好我啊，们要不要买？要不要？要不要买几个新的仪器？对，好啊，什么时候？什么时候去买？明天下午什么样？你明天几点能回来？三点多，三点多，三点多。这是天有个吗？那是我的猫，它叫画画，画画。对，它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛虽漂亮，漂它亮。多。漂亮，它多大了？6颗对耶，好，谢谢你们。他多大了了，có nghĩa là gì các bạn nhỉ？ở đây có từ tua tạ có nghĩa là gì？Đúng rồi, nó bao nhiêu tuổi rồi? Thế cao bao nhiêu? Chấm luôn ạ, chấm 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 xuống. Cao, tua tua cao đúng không? Thế tua trắng là gì ạ? Tua trắng là gì? Dài Tua trắng đúng rồi bao là nhiêu? dài bao nhiêu tuổi là tua trung, nỉ tua trung là bạn trung là nặng á, là bạn bao nhiêu cân á, là bạn nặng bao nhiêu cân, nỉ tua trung. Thế còn tua sảo nghĩa là gì ạ?
Tua sao nghĩa là gì? Là bao nhiêu á, đúng không? Tua sao cơ rắn á, bao nhiêu người? Cái từ tua này nó có rất là nhiều cách dùng á. Nào luôn nào. Mời bạn Phương sư A, Thu Huyền sư B. Nào. Tôi giao cho Bắc Kinh lý do. Nǐ jué de shénme shí kè qù zuì hǎo? Rồi. Qiǔ yuè zhì Bèijìng lǔ yǒu zuì hǎo. Wèi shénme? Qiǔ yuè de Bèijìng tiān qì bù tiān qì. Tiān qì bù réng yě bù rè. Rồi. Nǐ xǐhuān shénme jùn dōng? Wǒ zuì xǐhuān qì zǔ qiǔ. 下午我们一起去足球吧。踢足球吧。好啊。我们家不要买几个，新的一只。买几个，新的一个。啊，一只。好啊，什么时候去买？明天下午什么张？明天几点能回来？回来？3点多。哎，这就下面有个帽。那是我的帽，它叫呵呵。它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。他多大了？6个多月。很好，谢谢你们。杜远，你又không gửi bài tập cho cô ấy nhỉ？杜远đã gửi bài tập cho cô chưa? Làm xong ạ. Làm xong à? Thế nhớ làm nốt rồi gửi cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Hôm nay em đọc cũng khá tốt đấy. Và mời Quang Minh sư A, Trang Nguyễn sư B. Tôi yêu đi Bắc Kinh du lịch, bạn thấy khi nào đi tốt nhất? Tháng 9 đi Bắc Kinh du lịch tốt nhất. Tại sao? Tháng 9 ở Bắc Kinh thời tiết không lạnh cũng không nóng. Bạn thích môn thể thao gì? Tôi thích chơi bóng rổ. 下午我们一起去踢足球吧。好啊。我们要不要买几个新的椅子？好啊，好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？3点多。桌子下面有个帽。那是我的猫，它叫花花。它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？6个多月。很好。Nếu mà làm cơ túi thì vẫn hảo thôi. Mình có gửi bài tập cho cô không nhỉ? Cô chưa thấy bài tập của mình thì phải. Em chưa ạ. Em còn phần nói em chưa ghi âm. Thế em cứ gửi bài tập viết cho cô trước nhá. Làm được bài nào cứ gửi trước nhá. Vâng. Thì cô xem kiểm tra em viết đến đâu rồi. Nói cũng rất quan trọng. Em đọc bài này thì thấy cũng khá là tốt đấy. Mời Diệu Linh là A này, Ngọc Dung là B. Tôi muốn đi Bắc Kinh du lịch. Bạn thấy khi nào đi tốt nhất? Tôi muốn đi Bắc Kinh du lịch tốt nhất.
为什么？九月的北京天气不冷也不热。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。下午我们一起踢足球吧。好啊。我们要不要买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？3点多。桌子上面有个猫，那是我的猫，它叫花花。它很漂亮。说，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？6个多月，很好。不是，助动词要的要用在动词前，表示有做某件事情的愿望。Yao được dùng trước động từ để cho người biết à, để cho biết người nào đó có nguyện vọng thực hiện việc gì. Ví dụ này, Wang Fang yao xue xí Hán ngữ, nghĩa là Vương Phương cần phải học tiếng Hán hoặc là Vương Phương muốn học tiếng Hán. Yao ở đây có nghĩa là muốn hoặc là phải. Wo yao chi mì fàn là tôi muốn ăn cơm. 我们要不要买几个新的椅子？那 chúng ta có cần phải mua vài cái ghế mới không? Nào mời chị Hà Bích Ngọc, Bích Ngọc cho em đặt câu với từ yao. Chỉ cơ lưu đúng không?我要坐飞机去北京。好，很好。请艾阳啊。我要买新电脑。OK，很好，请阿达。我要去北京旅游。OK，好，别乱搞他呀。否定形式一般为不想，ở dạng phủ định người ta thường dùng不想，vì ở đây có nghĩa là muốn và cần ấy, nên là nó sẽ ở dạng phủ định nó sẽ là dùng từ không xả. Thế còn nếu mà dùng phú yào thì nó lại đang mang cái nghĩa là không phải, không cần phải, mang nghĩa khách quan là không phải bản thân mình mong muốn đâu mà là do điều kiện khách quan buộc phải như thế. Ví dụ, Xiao Wang yào chuì, wo bù xiǎng chuì, nghĩa là Tiểu Vương thì muốn đi nhưng tôi thì không muốn đi. Nào đọc ví dụ cho cô nào, mời bạn Vi Thương ăn cơm xong chưa? Đọc ví dụ cho cô nào. Vi Thương chưa xong à? Mời chị Bích Ngọc ạ. Vâng ạ. Đọc câu 2, ví dụ câu 2 với 3 và Phan Nhi ạ. Nỉ giao chư fan ban Mì phan mắc nỉ 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 giao chu chư mỉ fan ba ma có nghĩa là gì ạ? bạn 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 cơm chưa bạn muốn ăn cơm em, bạn không? muốn ăn cơm không? Nếu mà lơ Ủa ma là chưa chị nhá, còn không có chữ vâng. lơ chữ ma thì phải dịch là không, bạn có muốn ăn cơm không? Tiếp đi ạ. Ủa vũ sản chư mỹ phan Ủa vũ sản chư mỹ phan tôi không muốn ăn. Tôi không muốn ăn cơm. Xin à, cô ba tiếp chị ạ. Đọc tiếp cô ba đi ạ. Ủa giao truy sang tiên mãi Ỷ chứ. ỷ chư nỉ truy ma Nghĩa là gì ạ?
Tôi muốn đi cửa hàng mua mua cái ghế. Bạn có đi không? Rồi, tiếp ạ. Của phú sản à, của phú chi Ở phố à, chị. của phú sản mãi y chữ tôi Của không phú cư sản mãi ý chứ. Của phú sản của mãi phú ý sản mãi ý chữ rồi, nghĩa là gì ạ? tôi không đi, tôi không muốn mua cái Ghế. ghế. Rồi, ở đây có nghĩa là muốn và nghĩa là không muốn ạ. Từ giao ở đây trong phần này mình đang học là muốn và không muốn hoặc là cần. Cần giao là bạn có cần không hoặc là bạn có muốn mua không? Xin chào chị. Xin chào Bích Ngọc. Đặt câu với từ phụ xẻng là không muốn à. Mời Hương Anh ạ. Mình thiên của mân vũ sẻng truy xuế xeo. Khán hảo. Ngày mai tôi không muốn đi đến trường. Khán hảo, xin chào. Mời Lily ạ. Của cô sẽ truy Bảy Trinh lý dấu. Ok, tôi không muốn đi Bắc Kinh du lịch. Na ní sĩ quan truy nào? Ní sẽ truy nào? Quá sẽ truy Sang nào? quá Sang Hải hay là Quảng Châu? sẽ truy Quảng Châu. Okay. Quảng Châu mà y phu thưa phía phía nhi sư bảo đi Quảng Châu để mua quần áo đúng không? Đây Quần áo Quảng Châu rất là rẻ. Xin xin mời mời Vận Minh ạ. Đặt câu với từ phu xiển ạ. Minh. Rồi mời Minh Thư ạ. Nào, chỉ cho đi đi rủ nào. của bố chẳng truy sang phản. Ở bù xiển chi chư phạn là tôi không muốn đi ăn cơm. Rất hảo. Chia sẻ. Ờ. Chẳng tụ phụ tử trệ. Phó tử chỉ mức độ trệ. Biểu sư. Tại cùng loại sự vật chung hoặc một phương diện chiếm đệ nhất vị. Trội có nghĩa là giữ vị trí hàng đầu trong các sự vật cùng loại, giữ vị trí thứ nhất, xét về khía cạnh nào đó, ví dụ ta vị tờ Hán ngữ tuyệt hảo, có nghĩa là tiếng Hán của David là tốt nhất. Của trội sĩ phạn sư mỹ phạn là tôi thích ăn cơm nhất hoặc là tôi thích nhất là ăn cơm. Ha tờ yên chinh chuỵ theo lẻ là mắt của nó đẹp nhất. Cái từ chuỵ ở đây có nghĩa là bằng cái the best, là đẹp nhất. Đây là câu chỉ mức độ là đẹp nhất, không có cái nào tốt hơn nữa, bình thường chỉ gọi là hơn thôi, nhưng mà trong cái từ chuỵ này là tốt nhất. Ví dụ như là tốt nhất hoặc tốt nhất chấm xuống tốt nhất đúng không, cái cao nhất chấm xuống chuỵ cao đúng không, cái nặng nhất chấm xuống đúng rồi, cái to nhất chấm xuống chuỵ tạ đúng không. Nào đặt câu với từ chuỵ, mời bạn Phương chỉnh chỉnh bạn Phương nào. Phương nào. Chưa chưa công chưa chưa công chua chơi thảo. Cho cơ cung chua chơi hảo là công việc này là tốt nhất đúng không? Xin chào Chỉnh Thu Huyền ạ. Chỉnh Thu Huyền đặt câu với từ chuệ. Dạ, con chưa nghĩ ra. Để cô gợi ý em nói tiếng Việt nhá. Tôi thích tiếng Anh nhất cho nó xuống. Tôi thích cái này. Của chuệ sĩ khoan tiếng Anh là gì ạ?
英语。对，那要不要来个够呀？我最喜欢英语。很好，来，我读读你噻，我是考的，请啊，兄弟啊，兄弟啊，安这么老的呀？麦光明啊，那各位读错，啊，用错举一个例子。越南菜很好啊，越南菜最好。哎，最好吃，我你们按我的天子好吃，我那闻我的味道，好，好喝，对。em đọc lại cái câu đi em.越南菜最好吃。Rồi,好吃。好，谢谢。Mời Trang Nguyễn đặt câu với từ Huệ.我的妈妈在心里是最美丽。我的妈妈在心里，在我心里。在我心里，这里要念对的，在我心里，妈妈是最好。最好，我妈妈最好，在我的心里，妈妈最好。最好，我天，这个是最好工作，那多呢？啊，那，真的嗨。我们Ngọc Dung。今天是最热的一天，那嗯，个奶浓呀。对，很好，最热的一天，很好。我祝你们，你发này đã nắm được rồi là tốt rồi. Ô, bạn Diệu Linh vừa thấy mà mất tích rồi. Diệu Linh, chỉnh Diệu Linh ạ. Vẫn đặt câu từ chơi đúng không Ờ, đúng rồi. ạ? Ủa chơi chỉ quan chứ ủa. Chưa gì? Ủa, tôi sẽ khoan. Chưa gì ạ em? Đâu rồi? Diệu Linh, cô chưa nghe rõ câu chữ cuối cùng của em. Đâu rồi? À. Ủa, tôi sẽ khoan chưa cái gì không nghe rõ thôi rồi, ok. Thứ ba, cái số được biểu đạt chỉ đô cách diễn tả số ước lượng chỉ và đô chỉ có thể biểu thị số ở nơi được bất định được cơ số sau bên phải có lượng từ chỉ được dùng để chỉ con số không xác định và phải nhỏ hơn 10 các bạn nhé. Phải nhỏ hơn 10 này, phía sau là phải có lượng từ, phía sau phải có lượng từ. Ví dụ này, chỉ cơ đơn là vài người hoặc là mấy người, nên là câu hỏi thì chỉ cơ đơn thì là theo dấu hỏi đây thì là mấy người, thế còn trong câu khẳng định thì mình phải dịch là vài, chỉ cơ đơn là vài người đúng không? Chỉ bẩn số là vài vài gì ạ? Vài quyển sách. Chỉ cơ xin tờ ý chữ là vài vài cái ghế mới đúng không ạ? Thì từ cơ bẩn, cơ này chính là lượng từ, sau chỉ bắt buộc phải thêm cái lượng từ đứng trước danh từ này nhé. Trưa sang yếu chỉ cơ rấn, nghĩa là ở trên xe có vài người, chỉ ở đây dịch là vài nhé. Chỉ ở đây dịch là tôi muốn mua vài quyển sách. Xiang mãi chí bẩn su là tôi muốn mua vài quyển sách. Nếu mà chỗ này mà đặt thành câu hỏi thì mình sẽ phải là nghĩ là gì ạ? À? Nếu chỗ này đặt câu hỏi thì sẽ là hỏi như nào? Thì sẽ là dịch là gì? Muốn mua mấy quyển sách đúng không? Nghỉ. Đúng không? Muốn mua mấy quyển sách đúng không? Nhưng mà đây là câu khẳng định nên là mình sẽ phải dịch là vài. Tôi muốn mua vài quyển sách. 我们要不要买几个新的椅子?
là chúng ta có cần phải mua vài vài cái ghế mới. Thì cái chữ chỉ ở đây chính là vài cái, cửa là lượng từ, xin từ ý sự chính là một cụm danh từ. Nào, đặt câu với từ chỉ. Mời Vi Thương. Mời Vi Thương ạ. Cô em ăn cơm một lúc ạ. Ô, vẫn chưa xong à em? Mời mời chị Bích Ngọc ạ. Của chị mãi y bệnh su. Ủa chú là sao ạ? À? Chị nói tiếng Việt là gì ạ? À? Ủa Tôi mua vài quyển sách ạ. thế thì chỉ để có thể từ y bẩn su là chưa được nhé. Vâng. Uống mãi chí bẩn su là tôi mua vài quyển sách, được chưa? À, mời Hương Anh ạ, đặt câu với từ chỉ nào. Dùng chỉ chỉ cơ ly đúng nào. Của cha dậu kỵ cơ mào. Hợp hảo, chỉ chí chữ mạo, chữ mạo. Mèo thì phải dùng lượng từ này nhé. Chữ mạo. À chữ mạo. Chữ anh một. Con mèo. Mình mới học ở bài của HDK1. Hỏi là chính Lily. Dùng đặt câu với từ chỉ ạ. Trang Ở trong trường hay là ở trong lớp ấy có bài cái gì đấy chẳng hạn. trang trong lớp lì xuế Thế thì phải nói là ở trong trường đúng không? Phải là xuế xiao lỉ chứ không phải là lỉ xuế xiao nhá. Cái từ lý là cái giới từ bên trong, là phải đặt sau danh từ. Xuế xiao lý thì mới là ở trong trường. Dấu chỉ cửa rấn là có vài người đúng không? Sư xie. Chỉ có thể dùng sai sử chư hậu biểu sư đa于十小于二十的数字如十几个人也可以用在十字前表示大于二十，小于100数字，比如几十个人，几 được dùng sau 10, 10 là gì ạ? À? 是什么？10 là gì? 对, 10 là 10. Để chỉ con số lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20. Ví dụ, 10 chỉ cơ rấn là mười mấy người. Mười mấy người ngay trong tiếng Việt của mình đã biết là mười mấy người thì có nghĩa là phải nhỏ hơn 20 đúng không ạ? Chứ mười mấy người thì không thể vượt quá 20 được. Vậy nên là mười mấy người, sứ là 10, chỉ là vài, chỉ là mấy đúng không? Mười mấy người sẽ là sứ chỉ cơ rắn là mười mấy người. Ngoài ra, nó cũng được dùng trước sứ để chỉ con số lớn hơn 20 và nhỏ hơn 100. Vì 100 là có hạn là chữ số hàng trăm và không phải chữ số hàng chục nữa. Mà cái chữ sứ này là chữ số hàng chục đúng không ạ? Ví dụ này, chỉ sứ cơ rắn là vài hoặc là mấy, sứ là chục. Nghĩa là vài cái chục mà thêm số 0 vào là hàng chục mà đúng không? 10 là hàng chục. Vài chục người. Vài chục người này nó ý chỉ số lượng là hàng chục người nhưng mà lại nhỏ hơn 100 thì 100 là hàng hàng trăm nghìn rồi, hàng trăm người rồi, đúng không? Vậy là chỉ số cơ rắn là vài chục người. Thế vài chục con mèo chảy mà xua hả ta? Chỉ sử Chứ chỉ sử chứ sao mà rồi, hẳn hả? Bây giờ vài chục học sinh chấm xuống à, Hà Bích Ngọc. Vài chục là bao nhiêu? Rồi, sửa sang chỉ sửa cửa sửa sang. Được rồi.
có mười mấy bạn học cùng lớp, mười mấy, sứ chỉ ưa cũng xuế, cũng xuế là bạn cùng lớp. Mời Lily là đặt câu với từ sứ chỉ khứa chỉ sứ nào. Chỉ sứ bay bay sự Ừ, chỉ sứ cửa bây sự là vài chục cái cốc đúng không? vâng. Rồi, thế thì em đặt tiếp câu với từ sứ chỉ đi ạ. Là mười mấy này. Cốc trà sữa. Sứ chỉ bây sự trà Sứ sữa chỉ bay trà lâu thế. Nải trá. chỉ sứ chỉ Nải bây trá. sự Không. nải trà Bay sự là cái cốc. Còn khi nó làm lượng từ cốc, bao nhiêu cốc nước hay là bay sợi, ý bay sợi, hoặc là cốc trà sữa gọi là ý bay trà sợi mà. Từ bay thôi, đừng sự nữa nhé. Bây bây sự là danh từ rồi, không phải là lượng từ nữa. sứ Sứ chỉ bay trà nải nải đại trà rồi đúng không? Xin xin gì nhỉ, có vài chục giáo viên trong trường của tôi chẳng mất xuông, mời bạn Minh. Có vài chục giáo viên trong trường của tôi. Minh Thư ạ. em Minh đây Thư, ạ. mời em đặt câu với. Của ban dậu sứ chỉ cưa rấn trai xuế chinh dị Ok, hẳn hảo. Tiếp là chỉ số đi. Minh Thư không đặt chỉ số nào. không chỉ xuế ạ. Chỉ số nữa là hai cái mà. Một cái là sứ chỉ, một cái là chỉ sứ. Ôi, cô vừa gọi em vừa bị lag. Thế à? Vừa gọi không thấy em trả lời. Mời bật Minh đi ạ. Minh đặt câu với từ sứ chỉ và chỉ sứ ạ. Của tơ xế sao dấu chỉ sứ quay lão sư. Tươi, thế nào? Trong trường học của tôi có vài chục giáo viên. Tua ngữ số lượng từ tạo hệ sử dụng số từ sư sử ý sa tờ số từ sư tua dùng tại lượng từ trừ hậu. Tua được dùng khi nói về số lượng, nếu đề cập đến con số nhỏ hơn 10 thì ta dùng tua đứng sau lượng từ. Ví dụ này, sang cửa tua xin chị sư sở mây sư ba hơn này này, tua là hơn này. Hơn 3 tuần. Về hơn 3 tuần đúng không? Ủ ủ nén tua là sư sở mơ. Ủ nén tua sư sở mơ. Hơn 5 Hơn 5 năm. năm. Về hơn 5 năm. Liệu cơ tua月 sư sở mơ. Hơn 6 tháng. Về hơn 6 tháng. Lúc này tua đây có nghĩa là hơn nhá. Có thể là 6 tháng rưỡi hoặc là 6 tháng 10 ngày, 6 tháng 20 ngày thì gọi là hơn 6 tháng. Cái từ tua này khi đằng cái từ chỉ số đếm này mà nhỏ hơn 10 thì cái từ tua này nhá đều phải đứng sau lượng từ đấy ạ, đều phải đứng sau lượng từ nhá. Còn nếu như cái từ chỉ số đếm này mà lớn hơn 10 thì lúc này tua lại phải đứng trước lượng từ ạ và sau từ chỉ số đếm luôn. Được chưa? Số từ là 10 以上的整数时, tua dùng tại lượng từ trước. Tại chỗ chủng tình huống hạ, tua và chỉ thông dụng. Lúc này là khi nói về con số hàng chục lớn hơn 10 thì ta dùng tua đứng trước lượng từ.
Trong trường hợp này, tua và chỉ có thể được dùng thay thế cho nhau. Ví dụ nghĩa là hơn mà, hơn hay là ví dụ như hơn 10 thì bằng với mười mấy đúng không? Hai hơn 20 thì bằng với lại hai mấy mà. Nên là lúc này tua và chỉ có thể dùng thay thế cho nhau. Đây, ví dụ này. Ví dụ này. Từ chỉ số đếm là 10 này, 10 là bao nhiêu ạ? À? 10, 20 là 20, 30 là 80 đúng không? Lúc này tua này này, tua lúc này đang đứng trước lượng từ đây. Tua lúc này đứng trước lượng từ không còn đứng sau nữa nhé. Còn ở trên thì đây là đứng sau đúng không ạ? Đứng sau lượng từ, còn ở đây là đứng số lớn hơn 10 thì sẽ đứng trước lượng từ. Sứ tua cơ yệ sư sở mây sư à? Là gì ạ? À? Sứ tua cơ yệ là hơn 10 tháng. Ơ sứ tua khoai chén sư sở mơ? Hơn 20 đồng. hơn 20 đồng đúng không? Rồi. Ba sứ tua cơ rấn sư sở mơ? Hơn 80 người. hơn 80 người đúng không ạ? Hả lắm. Vậy mời bạn đặt câu cho cô với cái từ số nhỏ hơn 10 này và một số lớn hơn 10. Mời gọi gọi đến bạn nào rồi? Mời bạn Phương ạ. Mời bạn Phương. Của gia dậu Cha. san cơ tô rấn San thưa tua rấn hơn 3 người à? của学校 dậu dậu chiều sứ chiều sứ tua cơ lớn Ừ, rồi, khấn hảo. Để em đặt ví dụ rất là đúng ạ. Mời bạn Thu Huyền ạ. Thu Huyền. Mời bạn Trần Quang Minh ạ. Trần Quang Minh. Dạ. Mời em đặt ví dụ với từ hai ví dụ này ạ. Số đếm ít hơn 10 và số đếm nhiều hơn 10 này. Cách dùng của hai từ này.我去超市买，多，三个多苹果，OK, hơn 3 quả. Đã rồi, tiếp ạ. Ở lớp học là gì ạ cô? Ban của tập ban À, của ban dầu à sửa tua bạn nhau OK cũng sẽ là à bạn thùng sữa. hảo rồi vẫn hảo đó. Xin chỉnh Trang Nguyễn ạ. Chỉnh Trang Nguyễn. Dạ, Mời bạn. cô nhắc lại câu hỏi. Em dùng đặt câu ví dụ này, dùng cái từ chỉ số đếm nhỏ hơn 10 này và từ chỉ số đếm lớn hơn 10. Và cách dùng của cái từ hơn dùng từ tua này, khi nhỏ hơn 10 thì nó phải đứng sau lượng từ, khi lớn hơn 10 nó phải đứng trước lượng từ. Nhỏ hơn 10. Nhỏ hơn 10. Đây. Ví dụ như tôi học Của thêm hai tấn nỉ. Của tấn nỉ 5 phân chung tua là từ. Ừ. Đúng rồi. lớn hơn 10 là của truy15 tua công lý lái san qua nỉ
我去15多公里。公里来看过你，来看你就行了，来来他们他们哦，好，好了，来看你看了他们。看，奶呀，我去15多，我们连公多，里啊，公里là vâng. km。公里lúc này là lượng từ, km thì phải đứng sau từ tua đúng không? Vì 15 là lớn hơn 10 đúng không? 15 lớn hơn 10 thì phải chữ tua phải đứng trước lượng từ ạ. Vâng. Ủa, Wow. Tôi đi 15 多公里来看你呀。à, đúng rồi. Đúng rồi. Là chị Ngọc Dung. Tôi nhận sư ta sản liên tục. Rồi. Của tôi cùng sư dấu sứ tại tôi cùng lớn. Dầu sứ Của tôi cùng sư dấu sứ tại tôi sứ bài á, y bài chứ. à y bái em y bái tàu cưa cùng lớn Một trăm, hơn 100 người đúng không? dạ vâng Hơn 100 người đúng rồi. Thì là y bài tua cung rấn, y bài tua cửa cung rấn, dùng từ cửa nhé, phải dùng lượng từ em ạ. Hỏi xe xìa Ngọc Dung à. Mời bạn là Diệu Linh. của cơ cơ dấu khẩn tua ta xuế bóng dầu tha công sư dầu chi xíu quay doán Ô, từ 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 đó. Cái câu trên cô vẫn chưa thấy vế nào nó liên quan đến từ số lượng từ số đếm nhỉ? Khẩn tua là chung chung quá, chưa thấy có số đếm nào. Phải dùng số thế đếm. Đếm này. Của của cơ. cơ cơ của cơ cơ dấu của cơ cơ dấu tua Không, số từ trước em ơi, chị sẽ đếm trước này. dầu Ủa, cơ cửa dấu chi hoặc là của ba cơ tua hứng dậu ta sẽ hứng dậu hoặc là thúng xế đúng không? Anh trai của tôi có bao nhiêu, có hơn bao nhiêu người bạn đại học ấy? Có hơn 7 người hay hơn bao nhiêu người, hơn 6 người là bạn đại học. À, em đặt lại câu này đi ạ, bởi vì câu này vẫn chưa chưa đúng. của cơ cơ dầu Đúng rồi. dầu ta ta cơ Đúng rồi. tua Rồi. bóng dầu Rồi, lúc này mới đúng này. Ok, tiếp đây ạ, ở dưới lại. Ủa, cung sư Diệu Linh á. Diệu Linh. Tắt nhanh thế. Rồi, rồi. Các bạn đã hiểu được cái cấu trúc này chưa nhỉ? Ok. Mời Thùy Dương đặt câu này. Cấm mic em. Bây giờ hỏi câu nào á? Đây, đặt câu với lại cái cụm từ vừa học ạ. Từ chỉ số đếm cộng lượng từ cộng tua. Đấy. Ví dụ như tôi có hơn hơn bao nhiêu quyển sách tiếng Hán chẳng hạn, chẳng có rua. Ủa Tôi hiểu tôi không được, tua phải đứng sau em ơi, tua phải đứng sau lượng từ và số từ em ơi. Ủa hiểu ủ hoặc liêu 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 bẩn tua. Ủa hiểu liêu bẩn tua khan hay số đúng rồi, khan nghỉ su. Tiếp đi em, chưa xong câu này. Số từ lớn hơn 10 nào. Công ty của tôi có của công sư dậu lớn hơn 10 đây. Cái này phải lớn hơn 10 em ạ. Số từ phải lớn hơn 10 nào. thứ ủ Số ủ đây không đến gì đây ạ. tua Đúng rồi. không tua
多几，今天的个职员，要不要找个路走去？我公司有15多个职员，那行。练习呢，根据课文内容回答问题，我要哪边哦？什么时候去北京旅游最好？为什么？有没有个那个图？那个？9月去北京是最好，为天气不冷也不热。因为là bởi vì, hỏi câu hỏi tại sao thì trả lời là因为là bởi vì. 二。他们下午要做什么？他们下午要做，要做什么？要去踢足球，足球。要踢足球的话。三，他们想什么时候去买衣服？他们讲的。明天下午去买衣服。四，花花在哪儿？在哪？他在桌子下面。花花多大了？他6个多月。然后6个多月。Đây từ in way trên bảng, các bạn nhìn lên bảng này có nghĩa là bởi vì ạ. In way nghĩa là bởi vì. Thứ ba, dùng bản khơ sinh học của ngữ điển điển và từ ngữ miêu tả chủ biến. Mời chị Bích Ngọc ạ. Vâng ạ. Wǒ xiǎo qù mài shú ge xīn běi zhì. Tôi muốn mua 10 cái. Chị chú ý thanh điệu nhé, là chị đây là thanh một ạ, thì mình phải đọc là phê chữ hơi ngân dài một chút ạ, xin phê chữ không Vâng. phải thanh ba mới đọc là phẩy nhé. Xin běi zhì. Wǒ yǎo qù mài shú ge xīn běi zhì. Rồi, Tôi tiếp đi. muốn mua 10 cái cốc. Rồi. Ní. Nǐ jiào mài yī fū qù na ge shāng jiān bā. Ní. Tôi muốn mua quần áo đi qua cửa hàng bên kia nhé. Yào. Nǐ jiào. À, bạn muốn mua quần áo thì đi sang cửa hàng bên kia nhé. Rồi tiếp đi ạ. Wǒ de mào shān shuì yuè le. Ồ, sang xuôi đó là Con xuôi mèo là của tuổi. tôi thì được 3 tháng. Không ạ, sang xuôi là 3 tuổi ạ. Không cần duyên đâu Ba mà. tuổi. Hơn 3 tuổi chấm số. Hơn 3 tuổi chấm số. Con mèo của tôi hơn 3 tuổi. Chấm số ạ. Không ạ, sang xuôi tua là. Shān shuì tuō le. Bởi vì đã có tuổi rồi thì mình không có duyên nữa chị nhá. Nếu có duyên lại phải thêm Vâng. chữ cường trước cơ. Cái này phải dùng từ tua là. Sang xuôi tua là hơn 3 tuổi rồi. Tiếp ạ. Nỉ tơ mau tua tà lơ. Tua Nó ta thì tua ta lơ. chị đang Việt hóa từ Bạn, con từ mèo của bạn thì mấy tuổi? rồi, con mèo của bạn thì mấy tuổi? Tiếp Wǒ ạ. bù xiǎng xuế xíng. Wǒ xiǎng hě Ủa xẻ hǎng yào. hai thanh ba Ủa xẻ Wǒ xiǎng hě hǎng yào truy thi chú chiếu. ok. Chị ý tôi tôi không thích đi học. tôi không tôi muốn thích tôi không à, muốn tôi học không muốn phải đi đi học. học ạ, Tôi xuế không muốn xí đi học. học. Tôi muốn cùng bạn đi đá bóng. Ok. Chị Ngọc ấy, chị hay đọc các cái thanh của tiếng Trung lại Việt hóa quá đấy.
đọc thì đúng như người Việt đọc ấy chị ạ, không không giống với lại như là đọc nó không theo chuẩn đấy chị. Ví dụ như Vâng. bốn thì chị phải đọc ta và nhấn mạnh chứ không phải đọc thành dấu huyền của tiếng Việt nhá. Vâng Ví ạ. dụ xuề chứ không phải là xuề này, mà ta chứ không phải tà. Chị chú Vâng, ý. cảm ơn cô. Nhị âm, sang âm chia từ nhị từ trung âm, trọng âm của từ có hai âm tiết. Ở trung trung cửa sự cấu trúc nhấn vừa và nhấn mạnh. Ta từ số sang nhị chỉ chia từ số trung trung cửa sự. Thứ hai cơ âm chia vị trung âm, âm trang bị cho trang. Ví dụ đại đa số là từ có hai âm tiết thuộc cấu trúc nhấn vừa và nhấn mạnh, trong đó âm tiết thứ hai được đọc nhấn mạnh và kéo dài hơn. Ví dụ ping xiang nhấn mạnh và kéo dài hơn đấy, cái từ ping nó đọc nó ngắn hơn từ xiang, nó không ngân đúng không ạ? Ví dụ này ping xiang là gì ạ? Ping xiang là tủ lạnh, ping là đá, xiang là tủ, ping xiang là tủ lạnh, cái từ ping đứng đầu là đá nhé. Bang máng, bang là giúp, bang máng là giúp đỡ, ví dụ là chỉnh bang của máng hoặc là chỉnh bang máng của là hãy xin hãy giúp tôi, chỉnh như của help me ấy, chỉnh bang máng của hoặc là chỉnh bang máng. Tá tá rạo, tá rạo là làm phiền, ví dụ như là tá rạo nỉ sao có gì cái của xua che chờ mà. Làm phiền bạn một chút có thể cho tôi ngồi đây được không? Tá rạo nỉ xạ. Ủa khớ ý chua chơ mà. Thì tá rạo nó bằng cái từ disturb ấy, làm phiền. Cao xỉnh. Cao xỉnh là happy ấy, là vui vẻ. Ví dụ như là chúc bạn đi chơi vui vẻ, hoặc là hôm nay bạn có vui không? Xin thiên nghỉ cua tới cao xỉnh mà. Gì nhỉ, quen biết bạn tôi rất vui chẳng mà xuống. Ủa khẩn cao xin đó, thì cao xin này chính là bằng với từ happy đấy, vui vẻ đấy. L旅游là đúng rồi, du lịch. Khả năng là khả năng là có thể, khả là khả năng là năng là có thể, đúng rồi, khu khả năng. Ví dụ như là cửa nắng chim thiên khuya xa nghỉ được. Đây là một người ngồi chứ. Trời nắng to hay này, phụ cửa nắng xa nghỉ. Đó. Khai sử là bắt đầu, start up. Khai sử. Ví dụ như là cô ấy nói là của mình khai sử sang khớp ạ. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu vào học nhé. Của mình khai sử sang khớp ạ. Khai sử chính là bắt đầu. Rồi. Khai sử bằng cái start up. Khảo sử. Khảo sử chính là thi exam, là thi 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 thố ấy, thi cử ấy. Khảo sử, các bạn có biết từ viết tắt của HSK là bắt nguồn từ gì không ạ? H là cái chữ S ấy. Đó, Hán nhỉ là gì ạ? Tiếng Hán đúng không? S là chữ gì? Là s水平, là trình độ. Sở thính là trình độ. Đây ạ. Đây. Sở thính này. Đó. Đây, đây là cách phiên âm này, sở thính này. Đó, trình độ. Còn chữ ca, ca trong từ khảo sự chính là cái từ mình vừa học xong đấy, khảo sự chính là thi cử. Được chưa? Các bạn hiểu được cái từ HSK chưa? Tại sao mình học HSK nhưng mình chưa biết HSK là cái gì đúng không? Là Hán ngữ sở thính khảo sự. Có cần cô biết hẳn ra Hán ngữ thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đó. Là bằng với HSK đó. Rồi, cả lớp nghe băng đọc nhé.双音节词语的重音：你们跟一、读吧，中重一格边跟式，读，vừa đọc vừa vừa nghe vừa đọc.冰箱，
Xin chào. Băng mạng. Băng mạng. Tá rạo. Tá rạo. Cao xinh. Cao xinh. Lữ yếu. Lữ yếu. Khở nắng. Khở nắng. Khai sử. Khai sử. Khảo sư. Khảo sư. 二, 重轻格式。东西。东西。窗户。窗户。萝卜。萝卜。时候。时候。枕头。枕头。你们。你们。告诉。告诉。故事。故事。东西。Tung si có nghĩa là gì đấy ạ? Mình học rồi này. Chị trao sử mãi tung si. À đúng không? Mua đồ đi siêu thị mua đồ đúng không? Choang khu. Choang khu là gì ạ? Là window ạ, cửa sổ. Lúa của là củ cải. Sử hậu là khi, sử hậu là khi, trần thâu, các bạn nhận ra cái chữ thâu là gì không ạ? Thấu này này, đầu đúng không? Trần thâu là cái gối đầu, cái gối, để gối đầu gọi là trần thâu. Nỉ mận sư sử mơ? Rồi, cao su, à, cao su, cao su là... Là để tôi nói cho bạn biết ấy, là nói cho biết. Nói cho biết. Ví dụ là khi nào về thì bảo cho tôi biết nhé. Hoặc là như này. 什么时候你回去告诉我一声吧? Nghĩa là khi nào bạn về thì hãy nói với tôi một tiếng nhé. 告诉我一声吧. Hoặc khi nào bố bạn về thì 告诉他. Gọi điện cho tôi đúng không? Khi nào bố của bạn về 告诉他. Zài tả tiên khoa kế wǒ. Hoặc là zài kế wǒ tả tiên khoa. Được chưa? Từ cao su là bảo cho biết. Hoặc là bảo. Cù sư là gì ạ? Là câu chuyện. Cù sư. Cả lớp đọc vừa đã đọc cái phần 2 này chưa nhỉ? Sù. 故事，哎，倒过来呗。你们，接着，萝卜，窗户，萝卜，萝卜，时候，时候，枕头，你们，你们，告诉，告诉，故事，故事。Ví dụ như là mỗi một ngày bà nội của tôi thường hay kể cho tôi một câu chuyện cu sự hay cân uống trẻ ý cơ cu sự hoặc là của cao sư nỉ lần sau bạn còn mà làm thế thì tôi sẽ không chơi với bạn nữa của cao sư nỉ là tôi nói cho bạn biết lần sau mà bạn còn làm thế thì tôi sẽ không chơi với bạn nữa à, hàn sư hàn sư tờ bị khoa. Cái bộ này là bộ gập ngang, gập hất, có nghĩa là bộ ngôn á. Bộ ngôn thì thường liên quan đến lời nói. Ví dụ như là khỏa là lời nói, chua là nói. Đây là ngang gập 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 móc, đây là cái bộ mà bộ ngửa bộ ấp. Ví dụ như chữ nải, nải là gì ạ? Là sữa. Thế còn nải, nải là sữa sữa mây sữa. Nải, nải. Là đúng rồi, là nội. Chẳng, chẳng là sân, là bãi. À, nhỉ mân cân của tú bảo. Ở sân là bóng ngoài chú chiếu chẳng, tôi. Phê chi chẳng là sân bay. Phê chi là máy bay, chẳng là sân. Sân bay là phi chi chẳng. À, mình mang cân của tố bảo. Khoa. Xua. Nải.
长。认识读体字，那你们又跟我读吧。喂，喂，李祖你来，李祖你来，một cộng một với hai thì với ở đây lại là bằng hai, với nó có nhiều nghĩa. Đấy. Yeah. Yeah, là cũng rồi, ông ăn ý chinh sứ cua lận. Quá bộ vương thường liên quan đến ngọc. Ví dụ, xiên, xiên trong từ xiên trại là hiện tại, chiếu, chiếu là quả bóng. Rồi. Bộ gì nhỉ? Thường liên quan đến chân, ví dụ như là thảo. Thảo là gì ạ? À? Là chạy đúng rồi. Thi là đá, đá trong từ đá bóng. Yun Yun, hai người ghép thành cặp đặt câu hỏi để tìm hiểu về sở thích và thói quen của nhau. Rồi nào mời Dương này, mời Dương là A nào, bạn chị Bích Ngọc là B ạ. Dương là A đọc trước nào, chị Bích Ngọc là B này. Thôi Dương là B đi, chị Bích Ngọc là A ạ.你最喜欢吃什么？最不喜欢吃什么？最不喜欢吃什么？你俩是什么意思啊？你俩是啊？干什么？bạn thích ăn gì ăn nhất? bạn thích nhất ăn gì này, và Bạn thích bạn không thích ăn gì? không thích nhất ăn gì đây, có từ chơi chơi bộ sĩ quan là không thích nhất rồi. Nào mời mời giảng nào. ]我最喜欢吃面条. Ok. ,我不喜欢呢, 最不喜欢. 我最不喜欢吃米饭. Oh, Ừ. nhưng mà面条对身体不好，你要少吃一点吧。米饭还是最好。Tiếp đi, chị Ngọc ơi, chị Ngọc vẫn là A và Dương là B nào. Nghỉ chơi sĩ khoan sân mơ duyên tung Nghĩa là gì ạ? À? Sự mơ sự. Ok. bạn thích môn thể tập thể môn thể dục nào? Nhất. Chị phải dịch chữ chui nữa là nhất ạ. À? Bạn thích Bạn nhất là môn thể thích thao nhất nào? môn thể dục nào, môn thể thao nào? Tôi最喜欢跑步。Thảo cụ thích chạy nhất đúng không? Đúng không? Nhanh nhất. Dựa vào cái câu hỏi này và trả lời này. Dựa vào câu hỏi là thích ăn gì nhất và không thích ăn gì nhất này, và thích môn thể thao nào nhất này, hãy dùng những cái đại từ ở bên dưới này là hứng nhậu này, tha chơi sĩ quan sớm mơ và chơi bộ sĩ quan sớm mơ nào để đặt thành câu. Mời A tá nào. Tôi với của tớ bạn hữu này thì Ủa tớ bỏ qua câu đấy đi. tha chơi sĩ quan À, từ từ. Đây là hãng còn câu đầu tiên em nói về môn thể thao nó đi, sau đó là ăn gì và không thích ăn gì nhá. Ok đi, em nói đi ạ. tha chơi sĩ quan bảo bù tha chơi sĩ quan Ăn gì? tha Chưa sẽ không? chơi sĩ quan chưa mì phan Mỹ Phan tha chơi bù sĩ quan chưa bình quả chín quả. Ok, hảo, chẳng hảo. Mời Diệu Linh ạ. Mời Diệu Linh. Chị Diệu Linh ạ. Của bạn Bạn thích có trả lời môn luôn thể à thao cô? nào, đúng rồi. Đây. Tôi thích môn thể thao nào nhất này, và thích ăn gì nhất này, không thích ăn gì nhất. Rồi. Ba ý. Wow.
Nhưng mà không thích cái nào, không thích môn thể thao nào thì sao? Thích môn thể thao nào nhất thì còn không cần. Đây này, em dựa vào câu hỏi này này, là thích môn thể thao nào nhất thì viết vào câu đầu tiên này, xong là thích ăn gì này, câu thứ ba là không thích ăn gì, chưa? Của chơi sĩ khoan bao bảo bu của chơi sĩ khoan chưa duyên nán trai Viên nào dạy? của chơi bu bu sĩ khoan của chơi bu sĩ khoan Trung Quốc trai à chưa Trung Quốc trai Đúng rồi, chưa chung, đúng rồi, thiếu chữ chưa ấy. Ok, Vấn Hảo, xin xin mời Ngọc Dung đặt câu nào. Em làm lại đoạn A với B này đúng không? Đúng rồi, vẫn là cái câu này này, nói về bạn của mình thích cái gì. Em cần đọc luôn với A với B luôn đúng không? À không, Em có đọc hay là em em chỉ cần mỗi câu cuối em đặt mỗi cái câu cuối là giống như bạn của Đạt đấy. thôi? Của tư vấn hiệu sư ná sư a lý thay cho sĩ quan trư bình của chơi bu sĩ quan trư miền phao Miễn bao, ok. Vẫn hả? Chia sẻ. Nào mời mời ngược lại lên lên đây đi. Mời bạn Hương Anh. Hương Anh à? đặt theo mình đúng không Đặt theo cái ví dụ sống cuối cùng này thôi em. Này. Đặt theo câu này quả thôi. tơ bằng nhau bảo phụ tha chơi sĩ khoan sĩ sĩ khan nhụy chơi bu sĩ khoan chữ kính của Ok. Vẫn hảo. Chỉ Vi Thương nào. Thương Vi nào. Ngủ với của em nào. tơ của tơ bấn hiểu thích đúng không ạ của Bộ nào tơ nhất? bấn hiểu Quan sở mới ghi đâu bảo nào? bảo bu bảo bu như Em có thể thích đi cái khác. bộ Thích cái môn, thích cái môn khác đi em. Thảo Cô có nhiều bạn đọc rồi. em không nghĩ Tả lán chiếu là bóng rổ. Hoặc Của là tơ tả phấn máu chiếu là cầu lông. Tả máu chiếu là cầu lông. của tơ phấn dầu chơi lăn chiếu tha Chơi chơi quan. sĩ quan chư duyên nán trai chơi bù chơi hú Trung Quốc trai chư Trung Quốc trai Đây là cái ví dụ của một bạn cô viết lên đây thôi, em nghĩ là cái từ khác đi. Liệu cô ấy thích nhất ăn nhất là ăn pin xì lín, chơi gì khoan sư pin xì lín đúng không? chơi sĩ quan kính sĩ lính Hoặc là nải trà đúng không? Còn không thích uống cà phê khu không? sĩ quan cưa cà phê Đúng rồi, Vẫn Hảo. Đấy, lấy ví dụ rất là nhiều ví dụ mà. Mời mời Ngọc Hà Bích Ngọc nào. Hà Bích Ngọc là vừa đọc vừa trả lời đi em. Cả câu ví dụ này. Nǐ zuì xiǎo qù shěnme dìfāng yǔyóu? Wǒ zuì xǔhuān qù Chui xiang, chen hỏi xiang mà. Wǒ zuì xiǎo qù Shānghài Shanghai, Shānghài旅游, đúng dì rồi. yǒu Shěnme dìfāng, dìfāng là nơi nào, là place, là nơi nào, bạn thích đi nơi nào để du lịch. Wěi shěnme? Yīn wèi Vì sao? Yīn wèi.因为天气不冷，也不热。
Không, cái lúc này đang hỏi khi nào thì mới dùng từ thiên chi. Bởi vì là gì? Na biên phong chính khẩn khẩn pheo lên, nghĩa là bên đó là phong cảnh rất là đẹp. Đúng không? Nǐ zuì bù xiǎng qù shěn me dì fàng lǐ yǒu, wèi shěn me? Wǒ zuì bù xiǎng qù Nơi nào cũng thích đi. Thì cái nơi nào gần quá thì không thích thôi, đúng không? Wǒ bù xiǎng qù Quảng Châu. Quảng Châu. Wèi, Quê wèi. đúng không? Vì ở bên đó phong cảnh không đẹp, đúng Mông không? Phong chỉ chỉnh. phù hợp Đúng rồi, khu hảo khan hoặc là khu phèo lẻ. phù hợp Ok. Xin xin này. Dựa vào cái cấu trúc câu hỏi ở trên này, các bạn hãy nói chui xẻng hoặc là chui bù xẻng chi tờ tì phà, có nghĩa là muốn đi nơi nào nhất hoặc là nơi mà không muốn đi nhất. Rồi, xong rồi nói lý do tại sao. Mời bạn Quang Minh. Quang Minh. ，我很喜欢去Chui北xẻng.京。Em dựa vào cái cửa từ có chui xẻng này hoặc là chui bù xẻng nhé.我最想去北京。Rồi. Nhi Huy.因为北京很漂亮。Rồi. Khẩn theo lên cái gì nữa? Khẩn dầu mính là rất nổi tiếng. Khẩn dầu mính. Khẩn dầu mình Rồi, khẩn dầu mính là nổi tiếng đây này. khẩn theo lên khẩn khẩu mình dầu mình Đầu mình là nổi tiếng. Ok, xin xin. Mời bạn Minh ạ. Mời bạn Minh. Minh đi đâu thì đợt sau này tôi không gọi được vậy. Mời bạn Thu Huyền đi. Thu Huyền à, muốn đi nơi nào nhất và tại sao? Dựa vào cái mẫu câu này này. Con vẫn Ủa chưa xem truy đâu. Truy Mỹ bừa ra một cái最想 去 上海 chưa xem truy Shanghai. Ninh Ninh bởi vì Shanghai khẩn khẩn vì đẹp. Bởi vì Thượng Hải rất là đẹp. Chờ một số. Ninh Ninh câu hỏi Thu Huyền.因为上海很Khẩn pheo lèng.漂亮。Khẩn pheo lèng này. Với lại khẩn pha trản. Rất là phát triển. Pha trản là rất phát triển. Em nói đi ạ. Tôi đã tắt mic rồi ạ. Rồi mời bạn Phương ạ. Phương, em thích nhất là đi đâu hay là không thích nhất là đi đâu nào? Ủa không thích Em nói nơi mà em thích nhất nhất. hoặc không thích nhất. Một trong hai thôi đúng không ạ? Hay là cả hai? Nǐ zuì xiǎng qù shěnme dìfāng lǐyǒu? Wǒ zuì xiǎng qù Fāguó. Wèi shěnme? Hai quốc Yīn wèi hai quốc hả? Fāguó. Là gì? Vâng. Là Nước Pháp gì? ạ. À, Nước Pháp ạ. phả của Thanh Ba nhé. Phả của. Phạm của. Phạm của. Rồi. Quay chuyến mò. Phạm, in quay Phạm của. Khẩn. Khẩn bèo đi Thật pheo lèng đúng không? Nước Pháp rất là xinh đẹp đúng không? Chấn hỏi. Mời Vi Thương ạ. ạ. Wǒ suy 想去武汉，武汉是很有名。Khẩn dầu mình hoặc là khẩn tour lủy yếu chi, nghĩa là có rất nhiều khu du lịch. Lủy yếu là du lịch, chi là khu du lịch. Lủy yếu chi là khu du lịch vì ở đó có rất nhiều khu du lịch. Lủy yếu là du lịch đó, còn thêm chữ chi là khu thì thành là khu du lịch đó. Lủy yếu chi.
因为武有汉，武汉，因有。为武汉有旅游，有很多旅游多区，旅游区，来，学员非常不孬嘞，很有趣。旅游区，好了，谢谢你。我们打开。Chúng ta mở sách bài tập nhé.第一课，经历。9月去北京旅游最好。一，听力。第一部分，第1到5题，听句子判断对错。听和例判断，如，我们家有3个人。我们家有3个人。妈妈买了几件新衣服。一。下午她要踢足球。说什么？下午他要踢足球。下午她要踢足球。là buổi chiều anh ấy muốn đi đá bóng tôi là. 二。妈妈买了几件新衣服。妈妈买了几件新衣服。Mẹ mua mấy bộ quần áo mới, đúng rồi, y phục là quần áo. 三，她的眼睛很漂亮。她的眼睛很漂亮。Nên là mắt của cô ấy rất rất đẹp. 四，我们去买一个新的桌子吧。我们去买一个新的桌子吧。Chúng ta đi mua một cái gì ạ? Một cái bàn mới五，đúng không?王小姐最喜欢运动。王小姐最喜欢运动。Cô Vương thích nhất gì ạ? Thích nhất là thể thao đúng không? 第2部分，第6到10题。听对话，选择与对话内容一致的图片。例如，六，你想喝点什么？我想喝茶。六，你想喝点什么？我想喝茶。Bạn có muốn uống chút gì? Chút gì không? Tôi muốn uống gì đấy ạ? Trà, đúng rồi, tôi muốn uống trà. 七，我们下午一起去运动吧。好啊，我最喜欢跑步了。七，我们下午一起去运动吧。好啊，我最喜欢跑步了。Chiều nay ở buổi chiều chúng ta cùng đi đi thể dục nhé. Được thôi, tôi thích nhất là八，chạy đúng không?你几点能回来？
7点多, 不会太晚。 8. 你几点能回来? 7点多, 不会太晚。 Bạn mấy giờ có thể quay lại, đúng không? Đây này. Chi điểm tua là gì ạ? Hơn 7 giờ. Tua là hơn mà, hơn 7 giờ. Phú khuê thai hoảng có nghĩa là gì ạ? Là không bị quá muộn. Sẽ không bị quá muộn, là hơn 7 giờ thôi thì sẽ không bị quá muộn. Phú khuê thai hoảng. Được chưa? Chiều, nì đà mau tua đà lờ? Yí xuì tua. Chiều, nì đà mau tua đà lờ? Yí xuì tua. Con mèo của bạn bao nhiêu tuổi rồi? Yí xuì tua, sư sầm hơn, hơn một tuổi, rồi là. Sì. Sầm mơ sì hậu chù Bảy Kinh lưu yếu zùi hào? 9月和10月,北京天气最好。你9月去吧。10.什么时候去北京旅游最好? 9月和10月,北京天气最好。你9月去吧。Khi nào đi Bắc Kinh du lịch là tốt nhất? Tháng 9 và tháng 10. Thời tiết Bắc Kinh là tốt nhất. Đi san bộ phận. Bạn đi vào tháng 11-15 thí. Thính đối hoa, chuyển dỡ chứng chuyệ đà ẩn. Lý rũ. Xào Wang, chờ lý yếu chỉ gỡ bấy zi. Nà gỡ sư nì đà? Zuo biên nà gỡ hồng sơ đà sư wò đà. Xào Wang đà bấy zi sư sầm yán sơ đà? 11.你觉得什么时候去北京旅游最好? 我觉得9月去最好。 几月去北京旅游最好? 11.你觉得什么时候去北京旅游最好? 我觉得9月去最好。 Bạn cảm thấy chỉ yue qu Beijing lưu yếu zui hào. Bạn cảm thấy khi nào đi Bắc Kinh du lịch là tốt nhất? Tôi cảm thấy tháng 9 đi là tốt nhất. Câu hỏi là tháng mấy đi Bắc Kinh là tốt nhất? Chẳng có xua. Với tá là 9月去最好, đúng không? Kể từ HSK2 trở đi là câu hỏi sẽ không phải chỉ có đọc một câu và hỏi luôn, mà sẽ là một câu đối thoại, hai câu, một đoạn đối thoại gồm hai câu, một người hỏi, một người trả lời, xong bắt đầu người ta mới đặt ra câu hỏi nội dung của bài là gì. 12. 你喜欢上海吗? 上海冬天太冷了,我不喜欢。 男的为什么不喜欢上海? 12. 你喜欢上海吗? 上海冬天太冷了,我不喜欢。 男的为什么不喜欢上海? 男的因为上海冬天太冷了。 13. 我要去商店,你去吗? 我也去,我要买几个新椅子。 男的要买什么? 13. 我要去商店,你去吗? 我也去,我要买几个新椅子。
男的要买什么？男的要买几个新椅子？ Muốn mua vài cái ghế mới. 14. 王医生的女儿今年多大了？14岁了。王医生的女儿今年多大了？14。王医生的女儿今年多大了？14岁了。王医生的女儿今年多大了？王先生的女儿今年14岁了。对。15，我觉得这个杯子很漂亮。你也很喜欢。这是我在北京买的。女的觉得什么很漂亮？15，我觉得这个杯子很漂亮。你也很喜欢。这是我在北京买的。女的觉得什么很漂亮？女的觉得这个被子很漂亮。16. Mời Vân Trang ạ. Vân Trang vẫn đọc phần dịch nhé. Tôi vẫn đọc thôi, không cần dịch đâu. Đọc và chọn đáp án nào. Đọc 16 ạ. 16 đến 20 em đọc và chọn đáp án luôn nhé. Dạ. Y cơ từ Bảy Trinh Thiên Chi Chuyên Lớn. Đáp án E. Có dịch không nhỉ cô nhỉ? Dịch luôn được. Thời tiết Bắc Kinh tháng 1 lạnh nhất. Ba bà xem trai bù nắng khuế lái tha trai cung chua nè. Bố hiện tại không thể quay về, anh ta đang làm việc. Ông ấy đang làm việc. Xin chi liêu, của mình y chỉ truy, y chỉ truy khi chú chiếu ba ở đáp án C. Thứ bảy, chúng ta cùng nhau đi đá bóng đi. Nỉ tờ xảo mau chơi theo lẻng ở đáp án F. Con mèo của bạn đẹp nhất. Ủa chơi chỉ khoan lủy yếu. Đáp án B. Tôi thích đi du nhật lịch nhất. Tôi thích đi du lịch nhất. Dạ. Xin xì. 21, 22, 23 mời. Mời bạn Minh Thư. Minh Thư ạ. Em ạ. Mời em đọc 21, 22, 23. Vâng. Hoàng Phan giao mãi ý cưa xin bay chi. Chúa thiên lý. Quay sớm mơ. Mày lại của cha chi phản. Của chúa tơ. Chúa cư y phu. Thay tha lơ. Nỉ. Thay tha lơ. Nỉ khan khan la cơ bà. Xin chào. 24, 25 nè. Mời bạn Minh. Minh đồ. Mời em. Em lúc ẩn lúc hiện. Xảo mau lặng tua lơ. Đa quay cơ mau dễ lặng xoay tua lơ. Lẻng suy. Tua lợ. Xoay tua lợ.
25 là quán lão sư xoay xỉ khuân chi bình quả. Tôi sĩ khoan chứ bình quả. Xoay Tôi xỉ khoan không phải bình xoay mà quả. tôi đọc là trò chứ không phải là sò nhé. Tôi sĩ khoan. Xoay. Tôi Xoay đúng xỉ khoan. không? Tôi dựa vào câu cho sẵn hay xác định xem câu bên dưới đúng hay sai nào. 26, 27 nào. Mời Lily. À, đọc xong dịch ạ. Không cần dịch đâu em phán đoán đúng sai này. Có đọc không ạ? Có em đọc đi, em đọc và phán đoán đúng sai nhé. Vâng. Tha sĩ hoan trai ra khan tiên sinh, dễ sĩ hoan xoay treo, phu sĩ hoan chu truy, tha xoay sĩ hoan nguyên tung, là sai ạ. Nó hỏi tiếp. Quán xéo chìa tơ xéo mau trai của gia của tơ Của xéo mau cha, cha đọc là của chờ cha đúng không? của cha của tơ xéo mau trai của mama cha Mama. của dậu y chỉ xéo mau là đúng không? Đi chưa? Y chư Hai, em đọc tiếp 28 đi em. của pu xiang mai chua sự của giao mày chỉ cưa xin y chỉ của giao Ỷ chứ. ỷ chứ của giao truy sang tiên mày chua dự là sai ạ. Ừ, hảo. 29:30 mời Thu Huyền. Thu Huyền. Mời bạn là Thương Vi ạ. Vâng. Xin chúa nỉ trai xuế chua Trung Quốc trai nè của mân y chỉ chua ba tham mân giao giao y chỉ chua Trung Quốc trai cái này là đúng ạ. Rồi. A Ok. yue bảy trinh hẳn rư chiều yue Rửa. thiên chi Ẩn hảo rửa. hẳn rư chiều yue thiên chi hảo nỉ lái ba ba yue truy bảy trinh ủy yếu chơi hảo. Thế là sai ạ. Ừ, rồi, sai. Đấy hả? Chọn câu hỏi hoặc trả lời phù hợp với câu cho sẵn nào. Em đọc tiếp ạ. À không, câu này mời bạn Hà Bích Ngọc đi ạ. Sáng thứ nhất, trò chơi xong có một bản xin xu, nó là nì đi xu mà? Không phải của tôi xu, không phải của tôi mới mua xu. Câu B. Sáng thứ hai, cái con xiao mao rất là đẹp, nó bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi đó. 38. Wang lão sư sớm mà sư hô nâng đạo. Tha yi chinh tổ. Sư phân chung hô nâng đạo. 34. Tha mình tôi chui thi đủ chỗ lọ. Nì chui bù chui. Wo mấy sư chen nì thiên đạo. 35. 你为什么不开车去学校？我不想开，我觉得去出租车很好。OK，很好。语音。Các bạn ghi từ mới nhé. Thời gian là thời gian. Bắc Kinh là Bắc Kinh. Ba này, lúa bụa là củ cải. Bốn, cụ sự là câu chuyện. Năm này, lão hổ là con hổ, lão hổ là con hổ ấy. Sáu là học sinh. Bảy,
Sứ thậu là viên đá, hòn đá. Tám, sản tị nghĩa là nơi sản xuất. Ví dụ như là sản phẩm này, sản tị chai ná. Nghĩa là sản phẩm này xuất xứ ở đâu hoặc là nơi sản xuất ở đâu ấy. Nghĩa sư nã tôi sản tị. Hai táo. Để xin điện mà lớp mình ghi từ mới một thể rồi tí nữa đọc nghe một thể nhá. Tiếp này câu hai này, hảo chứ, hảo chứ âm Hán Việt là hiếu cật là ngon này, lão sứ là lão thật, nghĩa tiếng Việt là thật thà trung thực. Cô cứ gửi cái ảnh vào trong nhóm này nhé, cô giải nghĩa cho các bạn rồi đấy, vào nhóm rồi đấy. Xéo xỉa là tiểu thư nghĩa là cô, xiên sở có nghĩa là tiên sinh, mẩy thiên nghĩa là mỗi thiên là mỗi ngày, tiền biên chiến biên là đằng trước phía trước, khở nứng là khả năng nghĩa là có thể, hữu dụng nghĩa là hữu dụng có ích. Chín này, chi ý là cá vàng là kim ngư ấy. Kim ngư là cá vàng. 10 là chi ý có nghĩa là hoàn cảnh, cảnh ngộ, âm Hán Việt cũng là cảnh ngộ. Lỵ sủa nghĩa là lợi tác, nghĩa tiếng Việt là nhanh nhẹn hoạt bát. Sư sủa nghĩa là tư tác, nghĩa tiếng Việt là tư duy, suy tư. Hai cái sư sủa khẩn khoang khai nghĩa là tư duy của anh ta rất là cởi mở. Ta mấn nghĩa là cửa chính hoặc là cổng chính. 14 này, tả pan nghĩa là make up ấy, trang điểm. Y pan nghĩa là bình thường, bình thường. Ví dụ bạn có khỏe không, y pan pan là tôi bình thường. Bạn có khỏe không? Của ý pan phản, tôi bình thường. 16 là má phản. Má phán là làm phiền. Ví dụ như là má phán nỉ. Pa ngủa khai mấn nghĩa là làm phiền ông mở cửa cho tôi. Hoặc là má phán nỉ cái ủa xin chậu nghĩa là làm phiền ông cho tôi đi trước. Má phán nỉ. Nào, các bạn三、一边听语一边跟音。读吧。第一部分。第一题，听录音，选择听到的词语。一，时间。时间。二，北京。三，萝卜、四，故事、五，老虎、六。学生。七、石头、八、产地、第二部分、一、好吃。好吃。二，老师，老师，三，小姐，小姐，四，先生。你好，王小姐你好，或者王先生你好。五。
每天，每天。六，前边。七，可能。八，有用。九，金鱼。十，境遇。十一，利索。十二，思索。十三，大门。十四，打扮。他每天都打扮，nghĩa là mỗi ngày cô ấy đều。十五，一般。十六，麻烦。Chúng ta mở cái giáo án từ mới, bài 2. Đọc một lượt. Đi ở khu của mấy tiên liều tiến chỉ choáng, có nghĩa là tôi mỗi ngày 6 giờ chỉ choáng là thức dậy, wake up, thức dậy. Sẽ học lướt qua để các bạn về nhà tự học mới nhé. Sơn bình. Cả lớp đọc cùng cô nhé. Sơn bình. Sơn bình nghĩa là bị ốm. Ủa sơn bình là tôi bị ốm rồi. Ủa sơn bình. Sơn lợ lẻng thiên lợ. Chưa lơ yêu khái mấy họ nữa. Nghĩa là tôi bị ốm. Ốm 2 ngày rồi. Uống thuốc rồi này. Chưa là chưa yêu là uống thuốc nhá. Chưa yêu. Đây là yêu là thuốc. Chưa là uống thuốc. Đây gọi là trong tiếng Trung người ta gọi là ăn thuốc. Chứ không phải dùng từ khưa đâu. Khưa yêu đâu nhá. Mà là phải dùng từ chưa yêu. Khái mấy họ là chưa, vẫn chưa khỏe. Khái ở đây là vẫn. Vẫn chưa. Khái mấy là vẫn chưa. Họ là vẫn chưa khỏe. Mấy, mấy là mỗi, bằng vậy every ấy. Ví dụ như là mỗi người là mấy cưa rấn, còn là mỗi ngày là mấy thiên, mỗi năm là mấy, mỗi tháng là mấy cưa yuệ. Yuệ thì lại phải thêm cưa lần trước, còn niến và thiên thì lại không cần. Thế mỗi tuần là gì ạ? Mấy cưa sinh chỉ. Chỉ có ngày và năm thì là không cần cưa lượng từ đứng trước. Thế còn sinh chi là tuần này. Và yue thì phải thêm cưa đứng đằng trước là lượng từ. Mẩy mẩy thiên úa khẩn máng là mỗi ngày tôi đều rất bận. Từ chống chi tiện tao xeo ú tiện. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tan ca. Mẩy cưa rấn tâu hiểu sư chỉ tờ ai hạo. Có nghĩa là mỗi người đều có. Ai hao là sở thích. Ai là yêu. Ai hao là sở thích của bản thân. Tự chỉ là bản thân. Ai, mỗi một người đều có sở thích của bản thân mình. Chào sáng. Bây giờ là buổi sáng. Chúng ta ăn cơm sáng chẳng bao suốt. Xin chào. Sư. Sư. Chào sáng. Của mình ăn bữa sáng là gì? Của mình chứ chào phạn. Đây là buổi sáng sớm, là từ khoảng 6 giờ hoặc 5 giờ đến 8 giờ sáng thì cũng treo chào sáng. Thảo cụ là chạy bộ.
跑步跑了一个小时了, 还没累. Là tôi chạy bộ này, chạy một tiếng rồi, vẫn chưa mệt. Ai mấy là vẫn chưa, lây là mệt. Lớp mình có thắc mắc là tại sao chỗ này lại dùng lặp lại động từ không? Thảo cụ xong lại thảo lợ. Tại vì sao? Nếu mà bình thường mà không có cái bổ ngữ chỉ thời lượng là đứng đằng sau là ý cơ sảo sứ ấy. Là chỉ thời lượng là một tiếng mà ý cơ sảo sứ là một tiếng là bổ ngữ chỉ thời lượng. Nếu như không có từ này thì mình có thể bỏ cái từ thảo lợ này đi. Nhưng mà vì có thời ngữ chỉ bổ lượng, thời bổ ngữ chỉ thời lượng nên là phải lặp lại động từ thảo lợ. Ý cơ sảo sứ lợ là dùng lặp lại hai lần. Hoặc là có thể nói là ủa phảo phụ lợ là tôi chạy rồi. Nếu không có cái từ một tiếng thì mình không cần lặp lại động từ. Chỉ choáng là wake up ấy, là thức dậy. Ủa chỉ choáng chỉ tớ khấn xảo là tôi thức dậy. Thức dậy rất sớm. Đấy, tôi thức dậy từ rất sớm này. 5 giờ đã dậy rồi. Nào nỉ mân nơ. Nỉ mân chí tiền chỉ choáng. Nào, Hà Bích Ngọc chí tiền. 8点起床, 那你上课, 几点上课? 9点, 啊, 9点多, 那阿达, 你几点起床? 11点, 那你不上课啊? 不去上课吗? 不去学校吗? À, yào, yào chính là dược, dược là thuốc ạ. Chư yào là uống thuốc. Ủa sang pin lợ. Yào chi, yào tiên là cửa hàng thuốc. Yào tiên là cửa hàng thuốc. Mà ý xia, si yào là thuốc tây. Si yào là thuốc tây nhá. Thế còn tung yào là thuốc đông y. Tung yào là thuốc đông y. Còn si yào là thuốc tây. Sân thị. Ví dụ hỏi sức khỏe có khỏe không ấy nhỉ? Nǐ shēn tǐ hǎo ma? Là nǐ shēn tǐ hǎo ma là cái gì ý? Là bạn sức khỏe bạn khỏe không? Vậy bạn có khỏe không á? Đúng rồi. Nǐ nǐ shēn tǐ hǎo ma? Wǒ shēn tǐ hěn hǎo. Là tôi rất khỏe. Khỏe tốt. Vậy. Wǒ shēn tǐ hǎo duō le, shì le gǎn mào yào. Là sức khỏe của tôi tốt hơn nhiều rồi. Hảo tua lợ. Hảo là tốt hơn này. Hảo là tốt này. Tua lại là hơn nhé. Tốt hơn nhiều rồi. Lơ là rồi nhé. Chư lợ. Cảm mau yạo là uống thuốc. Cảm rồi. Cảm mau là cảm ạ. Chu yuyên là. Chu là xuất. Yuyên là viện. Chu yuyên là xuất viện hay gọi là ra viện ạ. Thế còn. Chu yuyên là. Nằm viện, nhập viện. Chu viện, chu là ở ấy. Chu trai, của cha chu trai của nay là ở ấy. Thế còn chu viện này là nhập viện. Của phụ chinh sang sinh chi chu viện là bố của tôi. Sang sinh chi là tuần trước. Chu viện là nhập viện. Chờ cơ châu mùa chiêu chu viện nở là cuối tuần này, châu mùa là cuối tuần. Chiều chu viện nở là cuối tuần này sẽ xuất viện rồi. Cao, ha sân cao y mỉ chi, trung chi sứ cung chi, có nghĩa là anh ấy cao này, sân cao là cao 1m7 y mỉ chi, một mỉ là mét, mỉ là mét này, trung là nặng này. Nặng 70 cân đó. Cung chin là bằng kg của mình á. Thế còn chin không thì bằng bằng gì ạ? Bằng một nửa kg á. Chin của Trung Quốc là một cân này, một cân của Trung Quốc chỉ bằng một nửa kg thôi. Thế còn thêm chữ cung đằng trước thì mới là cung chin là kg. A à tá, nǐ shēn cao tuō shǎo, zhōng tuō shǎo? Tuō cao tuō zhōng. 68 68 cung chin. Hảo nó đáp luôn. Tua cao, nỉ tua cao. Y mỉ chỉ.
1.8米啊，特别高，个子很高啊。米là mấy mấy là gạo á, mì cũng có nghĩa là mét, mét trong từ đo lường á. Y mì chi là 1m7 á, y mì ba là 1m8, thì cái từ mì này cũng có nghĩa là mét này. Ngoài ra cái từ mì này chính là ta mì là gạo á, được chưa? Lý mì này là cm này, lý mì là cm. Chư tạo là biết, ví dụ như là biết bằng từ know ấy, bằng cái từ know trong tiếng Anh ấy, là biết này, là biết không cần phải học, không cần phải qua học ấy, không cần phải qua rèn luyện, không cần phải học cũng biết này. Của chư tao chí tiện sang nị nị chư tao chí tiện sang cơ mà, có nghĩa là bạn bạn biết mấy giờ vào lớp không? Đúng rồi. Dễ sĩ là có lẽ, perhaps. Dễ sĩ là có lẽ, có lẽ là 8 giờ. Đúng không? Siêu xỉ, siêu xỉ là nghỉ ngơi, ví dụ như là của lây lờ của yêu siêu xỉ bạn ý xả, như là tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Gì nhỉ? Nếu bạn mệt, bạn có thể ngồi đây nghỉ một chút chẳng xua. Rú của nghỉ lây là nghỉ khứa gì chua chợ, đúng rồi, siêu si xả rồi máng chí chí máng máng có nghĩa là vội vội vàng vàng, chí chí máng máng là vội vội vàng vàng, chí là gấp ấy, chí vừa là gấp vừa là vội, máng là bận. Gì nhỉ? Bạn bận không chấm không chấm một xua rồi mình máng mà tôi không bận lắm chấm một xua Phú Thái mà, đúng rồi. Hỏi thử lại mấy người đầu xem có nhầm không mà. 14 là sứ chiên. Sứ chiên là thời gian. Sớm mất sứ chiên là khi nào. Nó bằng với từ sớm mất sứ hậu. Là khi nào. Sứ chiên. Sớm mất sứ chiên hoặc là sớm mất sứ hậu là khi nào. Sớm mất sứ hậu nỉ lái. Khi nào bạn đến. Bố quả sang chiếu tiền sái lái nó. Buổi tối 9 giờ tôi mới đến. Học lớp thì quá hơi vội tí. Các bạn về nhà nhớ học từ mới và làm bài tập của bài 2 nhé. Na xin sai. Cảm ơn sắp luôn bảo. Chú nỉ mân, quản an. Bye bye. Lão sư gọi em. Lão sư cho xem. Lão sư cho xem. Chào chị. Chào chị. Chào chị, lão sư. Chào chị.